Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay công ty AV Việt Nam cùng âm thanh Kim Nhiêu xin giới thiệu với toàn thể các bác sản phẩm cục đẩy công suất nhập khẩu chính hãng. Model sản phẩm là xe FA72F. Công suất con này nếu mà tải 4 ôm, các bác biết rồi, 7200W. Đánh dồn cầu hai kênh đánh là một. Đấy, quả đánh dry. Nên là rất nó khỏe, con này mà chuyên đánh cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới hoặc là các bác làm show trình diễn chuyên nghiệp thì dùng con này nó rất là khủng khiếp. Chứ mà các bác cho con này vào trong cổng han nó đánh cho thì suốt một lúc sau nó bốc khói. Công suất nó rất là khỏe nhá. 7200W tải 4 ôm các bác nhá. Đây mặt trước sản phẩm cục đẩy công suất này. Thì anh em chúng em xin phép được mở ra mà các bác cùng xem. Trọng lượng nguyên kiện là 38 cân và nếu mà mở bìa ra mất 2 cân rồi. Chỉ còn bản thân cục đẩy là 36 cân. Rất là nặng. Đấy. Chứ không phải chuyện nhẹ đâu, rất là nặng, rất là to. Rồi, anh em chúng em xin mở ra cho các bác xem nha. Vâng, đây là cái mặt trước của sản phẩm các bác nhá. FA72. Như trong clip em lần trước cũng giới thiệu với toàn thể các bác là cục FA3600, công suất nó là 3600W tải 4 ôm rồi. Con này thì khủng hơn rất nhiều. Đây nha các bác nha, mặt trước này thiết kế hai bên ôm này, cục tăng nguồn ở giữa này. Đấy, thì đây là cái đèn xi nhan, đèn power này, đèn protect này, bàn xi nhan, đèn clip. Khi các bác đánh công suất lớn thì đèn clip này nó hơi chớp nháy hoặc là sáng liên tục thì là công suất đạt đỉnh là 7200W. Công suất đạt đỉnh của công suất tùy theo chế độ các bác đánh. Đây nha, thiết kế vỏ viếc này. Hàng này hàng mới nhập khẩu nguyên kiện nhá. Tem bảo hành thì hôm trước về anh em là có bóc hẳn ra để quay livestream cho các bác xem rồi. Mặt sau phần công suất này các bác này rất là khủng luôn. Các bác nhìn thấy không? Rất là khiếp luôn đúng không ạ? Đó. Cửa vào các bác cắm hai rắc speak công XNR. Đấy. Các bác nếu mà cắm đánh dồn cầu đánh cầu này các bác cầu đấu kênh A thôi. Đó. Thì đây là các cái chế độ họ ghi sẵn đây này, output này. Kênh A, kênh B này đánh dry chập cầu là như nào họ ghi sẵn đây rồi. Đây nha, cửa ra loa kênh A này, các bác đấu một rắc này thôi là đánh cả hai loa. Còn các bác đánh dồn cầu đánh kiểu như là đánh dry thì đây các bác đấu kênh A, kênh B. Các bác đấu hai cọc dương này, cọc dương kênh A là cửa dương của loa, cọc dương kênh B là cửa âm của loa. Đó thì là sẽ dồn cầu 4 ôm hoặc 8 ôm nhá. Máy móc rất là kinh khủng tảo luôn, rất là trâu bò. Nhìn trông nó có một cái vẻ gì đó mà nó không giống ai. Em sẽ lấy cái thông số thì cho các bác xem. Đây là cái phiếu thông số của nhà máy họ có đưa theo thì vừa rồi em có bóc ra rồi. Đây nha các bác nha. Có rất nhiều các chế độ đánh trên đây thì em sẽ cho các bác xem cái thông số con này. Đây. FA72F 8 ôm là 1200W, 4 ôm 1850W. Đấy. 8 ôm dồn cầu là 3700W và 4 ôm dồn cầu chắc 7200W. Công ty chắc là quên thì không ghi vào đây rồi. Ok, đây thông số chi tiết các bác nha. Trọng lượng con này là 38 cân nguyên kiện và mở ra bản thân là 36 cân. Đây, chế độ đánh đây. Đây chế độ đánh này. Đó. Đấy, có nhiều mã lắm. Đây thì có là 12, 16, 18, 36, 72. Con 72 này là khủng nhất ở công ty rồi. Như các bác đang xem đây, con này là máy khủng nhất, khỏe nhất ở công ty. Technology Form USA và Magen China, nguồn gốc xuất xứ là đảm bảo rõ ràng cho bác hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm cục đẩy công suất này. Giá này cũng khá là cao nên là anh em chúng em xin phép không công khai giá. Không công khai giá được. Nên là các bác nào có quan tâm đến mức giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Quay cho các bác xem một vòng. Nhìn trông nó có vẻ rất là sang xịn và cực kỳ là mịn. Đấy. Tay nắm này, mặt trước bằng nhôm nha, nhôm rất là dày. Nhôm này phải đến tầm 5 ni. 5 ni nhôm rất là dày. Xe F Professional sao FA72F rất là chuyên nghiệp. Rồi ok. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy công suất này thì liên hệ trực tiếp nha. Máy con này khủng lắm. Các bác đang xem đây hình nội thất của cục đẩy này. Máy rất là khủng luôn. Một bên áp nguồn phải gọi là siêu to khổng lồ.
Đây là mặt sau nha. Đấy, có tiếp địa đây. Và cũng đấu tiếp địa vào đây. Zane Breca này. Không dùng cầu chì, dùng Zane. Đó. Ok. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Xin hẹn các bác trong clip lần sau.